Chào các bạn, hôm nay mình sẽ chia sẻ với các bạn về cách cài đặt động cơ và động cơ xi quang trên CentOS 7. Bước đầu mình sẽ tạo một máy chủ ảo CentOS 7 bằng cách sử dụng Vagrant. Mình đang tạo một Vagrant file. Mình đổi config box thành CentOS 7 và sử dụng trên địa chỉ IP là 172.20.21. Sau khi tạo xong Vagrant file, mình chỉ việc gõ Vagrant up. Nhờ sự hỗ trợ của Vagrant nên mình tạo máy chủ rất là đơn giản. Sau khi chờ đợi lệnh Vagrant up hoàn thành, như vậy là mình đã hoàn tất việc tạo máy ảo CentOS 7. Mình kiểm tra lại bằng lệnh Vagrant status. Ở đây thì có một cái lỗi nhỏ, nó không thể rsync được. Ở chỗ này là nó không mount được ổ từ máy Windows vào máy CentOS 7 do mình không cài rsync, nhưng chúng ta phải bỏ qua cái lỗi này. Như vậy là CentOS 7 đã chạy trên VirtualBox của mình. Bây giờ mình sẽ truy cập vào CentOS 7 bằng lệnh Vagrant SSH. Sau khi truy cập vào máy chủ, mình sẽ kiểm tra hệ điều hành bằng lệnh tab etc sound release. Như vậy đúng là CentOS 7 đã được cài đặt thành công. Bước tiếp theo, mình sẽ chạy lệnh sudo yum update để hệ điều hành update các package hiện thời. Sau khi hoàn thành lệnh yum update thì mình sẽ bắt đầu cài Docker. Trong bước cài Docker trên CentOS 7 thì mình tham khảo ở trang chủ của Docker. Ở bước này mình sẽ nạp các repo của Docker vào hệ điều hành CentOS. Sau đó thì chạy lệnh yum install docker engine. Sau khi lệnh này hoàn tất thì xem như mình đã cài xong Docker trên CentOS 7. Sau khi cài đặt xong thì mình sẽ start Docker bằng lệnh service docker start. Như vậy là Docker đã chạy. Mình kiểm tra lại bằng lệnh ps-grep docker. Để chắc chắn hơn nữa thì mình lại check tiếp bằng lệnh Docker version. Như vậy là Docker version mình vừa cài đặt là 1.11.0. Bước tiếp theo, mình sẽ cài đặt Docker Swarm bằng lệnh Docker pull Swarm. Bước này thì tương tự như khi mà bạn cài đặt trên Ubuntu 14.04. Sau khi cài đặt xong Docker Swarm thì đến một bước tương đối là quan trọng. Đấy là mình sẽ mở cổng 2375 cho Docker Daemon. Thì để mở được cổng 2375 thì mình phải tìm được file config của Docker với hệ điều hành CentOS. Thì file config của Docker không nằm ở etc default Docker,
Trước hết, ở bước này mình sẽ sử dụng lệnh System-Enable Docker để bật Docker Run ở chế độ khởi động của hệ điều hành. Sau đó mình sẽ mở file Docker Service. File này lúc này sẽ nằm ở đường dẫn như trên màn hình. Sau khi mở xong file, mình sẽ tiến hành thêm cái địa chỉ 2375 cho lệnh Docker Daemon. Bạn có thể thấy là mình thêm trừ h tcp 0.0.0.0.2375. Sau đấy mình ghi lại file. Sau khi hoàn tất sửa file docker.service, mình sẽ sử dụng lệnh systemctl daemon reload và sau đó là restart lại docker service. Sau khi khởi động lại thành công thì có nghĩa là mình đã mở được cổng 2375 cho Docker Daemon. Tiếp theo thì mình sẽ tiến hành chạy Docker Swarm Join và Docker Swarm Manage. Đầu tiên ở bước này là mình sẽ tạo một token. Những bước này nó hoàn toàn giống với cái bước, những bước mà mình thao tác ở trên hệ điều hành Ubuntu 14.04. Ở đây mình chạy Scrum Node và mình sẽ advertise tên địa chỉ là 172.20.20.21 cộng 2375. Sau khi hoàn tất lệnh swarm join thì mình sẽ tiếp tục run swarm manage. Mình sẽ mở cổng 12375 cho swarm manage. Thì sau này cả cái lệnh của Docker mà muốn chạy trên swarm, mình chỉ cần thêm tham số từ h và cổng 12375. Như vậy là mình đã hoàn tất chạy Docker Swarm. Mình kiểm tra lại bằng lệnh Docker từ h 12375 info. Kết quả hiện ra trên màn hình là mình đã có một nốt trong Swarm. Như vậy là quá trình cài đặt Docker và Docker Swarm đã hoàn tất. Bước cuối cùng mình sẽ chạy thử một cái container trên Swarm này. Cũng tương tự như trên Ubuntu, mình sẽ khai báo một biến môi trường Docker hot bằng tcp địa chỉ của hệ điều hành và cổng 12375 chính là cổng của con swarm manage docker info để kiểm tra lại, và cuối cùng là docker run từ d busybox và lệnh top. Vậy là mình đã thành công. Rất cảm ơn các bạn vì đã theo dõi video này.